Cộng đồng mạng Trung Quốc thắc mắc tại sao người Việt Nam lạc hậu, nghèo nàn lại yêu bóng đá đến như thế. Cricket Việt Nam xin chào các bạn. Có thể nền bóng đá Việt Nam không thể so sánh được với những cường quốc bóng đá trên thế giới. Thậm chí ngay cả trong khu vực, chúng ta cũng còn rất nhiều điều cần phải học hỏi và trau dồi. Ấy thế mà có một điều vẫn tự hào hơn cả, đó là tình yêu bóng đá cháy bỏng của mỗi người dân Việt Nam. Tinh thần cuồng nhiệt của các cổ động viên cờ đỏ sao vàng thậm chí còn nhiều lần trở thành đề tài bàn luận của nhiều cư dân mạng quốc tế. Mà nói đâu xa, chỉ mới đây thôi, truyền thông Trung Quốc có đưa ra một bảng xếp hạng Việt Nam có người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất châu Á, với tỷ lệ người yêu thích lên đến 75% dân số. Bọn họ còn thắc mắc rằng, tại sao người Việt Nam lại yêu bóng đá đến thế? Tại sao bóng đá Việt Nam lại quan trọng với xã hội Việt Nam như vậy? Vì sao một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu, cuộc sống người dân còn rất nhiều khó khăn như thế, mà họ lại không nể hà chuyện cổ vũ bóng đá nước mình? Chưa cần đợi chúng ta trả lời thì ngay bên dưới phần bình luận, rất nhiều anh em hảo hán láng giềng đã đích thân giải thích phần nào cho những thắc mắc trên. Theo những gì tôi quan sát được từ các phương tiện truyền thông, thì các gia đình Việt Nam thuộc mọi tầng lớp, mọi thu nhập, mọi giới tính, mọi độ tuổi đều có tình yêu đặc biệt đối với bóng đá. Tuy có thể bóng đá Việt Nam không phải là môn thể thao được nhắc nhiều trên đấu trường quốc tế, nhưng lại là môn thể thao quốc gia có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Theo tôi thì bóng đá cũng như các môn thể thao khác chỉ là cách giúp người dân giải tỏa mệt mỏi sau thời gian lao động mệt mỏi mà thôi. Mỗi năm vào mùa bóng đá, các tin tức bóng đá gần như tràn ngập trên trang nhất của mọi tờ báo tại Việt Nam, từ báo giấy cho đến báo điện tử. Như thế là đã đủ diễn tả cho tình yêu cuồng nhiệt mà người Việt Nam dành cho bóng đá, đặc biệt là bóng đá nước họ. Dù là đội tuyển quốc gia hay các đội tuyển trẻ thì cũng đều được cổ vũ như nhau. Giàu nghèo đâu có ảnh hưởng đến tình yêu bóng đá. Có thể thứ họ thật sự yêu không hẳn là bóng đá mà là màu cờ sắc áo. Bọn họ có lòng tự hào dân tộc vô cùng mãnh liệt và điều này được thể hiện thông qua tinh thần yêu thể thao. Bóng đá Việt Nam bây giờ, nó ở một cái đẳng cấp mà Trung Quốc phải bắn tên lửa mới theo kịp. Dù đội tuyển chơi thắng hay thua, thì tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn không hề giảm sút. Bạn tôi sống ở Việt Nam kể với tôi rằng, trên khắp các đường phố, ngõ hẻm ở đó, chỉ cần có TV là thấy người dân đều đang xem bóng đá. Tình yêu bóng đá của họ đã ngấm vào xương rồi. Để mà chọn ra một hành động tiêu biểu để thể hiện tình yêu bóng đá của người Việt Nam, thì đó là hành động cổ vũ đầy sáng tạo mà người Việt chúng ta hay gọi dân dã là đi bão. Sau mỗi trận thắng của đội tuyển, trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tiếng còi xe vang lên như một khúc ca ăn mừng chiến thắng. Người dân đổ tràn ra đường, không quen nhau nhưng lại có thể tay bắt mặt mừng. Họ ôm nhau chúc mừng và cùng nhau hò reo tưng bừng. Mọi người mang theo cờ đỏ sao vàng, những chiếc cờ này vẫy tung lên như một biểu tượng của tình yêu và niềm tự hào dành cho đội tuyển Việt Nam. Đi bão đã trở thành một nét văn hóa, một phong trào của người dân Việt Nam sau mỗi chiến thắng của đội tuyển. Đó là cách chúng ta thể hiện tình yêu và sự đồng lòng, sự kiên trì và nỗ lực chiến đấu của các chiến binh trên sân. Những khoảnh khắc đó đánh dấu cho sự cuồng nhiệt và rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Nói về hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam thì có rất nhiều điều để kể. Chúng ta đi lên từ thất bại, đi lên từ những bài học, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhờ sự dẫn dắt tài tình của mình, ông đã đưa đội tuyển Việt Nam chinh phục được nhiều thành công ấn tượng và mình nghĩ đó cũng là một lý do quan trọng để người hâm mộ thêm tin yêu và ủng hộ bóng đá nước nhà. Hay những cô gái vàng Việt Nam, những cô gái mạnh mẽ, dũng cảm với đôi chân vàng đã mang về không biết bao nhiêu thành tích đầy tự hào cho đất nước. Thử hỏi, nhìn những chàng trai, những cô gái đang cháy hết mình vì màu cờ sắc áo như thế. Lấy lý do gì mà chúng ta không trao cho họ một sự cổ vũ thật nhiệt tình, tiếp thêm cho họ sức mạnh tinh thần để tiếp tục chinh chiến và mang niềm tự hào về cho quê hương. Ngoài tài năng và sự nỗ lực của các cầu thủ, mình tin là sự ủng hộ và cổ vũ của người dân Việt Nam cũng đóng góp không ít vào thành công của bóng đá nước nhà. Còn hơn cả một tình yêu thông thường, sự nhiệt tình và máu lửa của người hâm mộ dành cho nền bóng đá nước nhà đã trở thành một nét văn hóa thể thao đặc trưng. Chúng ta có thể thắng, cũng có thể thua, nhưng một trái tim đỏ theo từng đường lăn của trái bóng thì sẽ vẫn còn đó. Còn các bạn thì sao? Bạn cảm thấy thế nào sau khi xem xong video này? Đó có phải là cảm giác tự hào khó diễn tả thành lời? Hay bạn đang bất chợt nhớ về một khoảnh khắc mà mình cũng từng đi bão một cách cuồng nhiệt để ăn mừng chiến thắng? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho mọi người được nghe về cảm nhận của bạn nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Gruyết Việt Nam!